Gì vậy? Ủa? Cái gì vậy? Trời ơi, cái này mở ra có nhiêu vậy? Mình mua gà đồ ở tùm lum mà. Thế nha. Xui quá mọi người ơi. Nói chung là hơi order đồ ăn mà người ta giao tới như thế này buồn quá. Tôi không biết là lộn hay là sao chết mà một phần bánh với một phần sữa vậy thôi. Thấy trên hình là quá trời đồ mà người ta giao tới như vậy à. Rồi. Đã đói hôm qua không ăn gì rồi uống thuốc trễ 2 tiếng mấy. Buồn quá. Order đồ ăn rồi ăn mà nó ra một cái phần sữa một phần bánh như thôi là sao trời, người ta giao đến như vậy thôi là sao. Chào em. Cái này chỉ là sữa với bánh thôi sao 161 được ta, không có thể nào vậy được hết đó, người ta giao thiếu rồi. Tự nhiên một phần bánh với một phần sữa như là sao 161 được. Kỳ quá trời ơi, đói bụng mà còn lại bị nó kém luôn. Không có thể nên 161 hoạt mà vậy được hết đó. Tưởng lộn mà. Rồi nè, phần bánh như nè, với là cái phần sữa vậy sao 161 bạc được. Đúng không mọi người? Sao có tôi thu ghê á. Tôi đi ra ngoài đường giờ bể đồ bể ô rồi. Còn giờ cái bánh thì giao cái bánh vậy. Là đói hôm qua không ăn gì rồi á mọi người. Trừ những cái sữa chứ cái này không rồi. Đâu có được. Mà cái ông giao bánh là ông bị say say nữa đó. Cái mùi là bia rượu á. Không biết bây giờ hỏi ai cùng giao đồ ăn rồi cho sự nhà hàng sẽ gọi tới là nói buồn ngủ mọi người mà cái này là nước sữa mà có mùi hành ở trong đây cũng lâu lắm gì đâu. Xui dữ không? Chán dữ không? Cái này nó phải có thịt, có ấy đồ cho tiện cái bánh không nhầy, đem tới nhầy. Sao tức dữ lắm? Người đang đói bụng này mà bị gọi rồi người ta tưởng mình lấy đồ ăn nữa. Hôm qua thì làm bể cái ly không có ai thấy hết mà vẫn đi xin ấy nè, không người hết tiền nữa mà người ta cứ nhìn nhìn người ta tưởng mình gì nữa. Còn hôm nay thì dày nữa chán cơ rồi á, sao cuộc đời nó như vậy không. Quá. Gọi điện thoại cho nhà hàng.